Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau, sẽ nghiêng đầu trao hay đi lướt qua nhau? Phút giây tình cờ nên vui hay bỡ ngỡ, nên cười hay nên giãn phơ? Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau, chắc những kỷ niệm xa xưa sẽ tìm về. Một thoáng lướt qua thôi, cả bầu trời thương nhớ. Gặp nhau biết nói lời gì chứ? Dạo này anh thế nào? Vẫn còn hay thương thức khuya không? Chậu cây hai đứa trồng, dạo này lá xanh không? Còn thường ăn những món ngày nào? Còn thường xem phim mỗi cuối tuần? Dạo này anh thế nào? Em thì vẫn như lúc chia tay. Còn thương anh lắm này, còn chờ anh mỗi ngày, còn chờ mong một phép màu kỳ diệu mình lại yêu nhau như lúc đầu. Dạo này anh thế nào? Em một mình em cũng không sao. Người ta hay nói ồn ào rằng anh sắp cưới cô nào. Mình lạc nhau sống quá nghẹn ngào, tựa như giấc chiêm bao, tựa như giấc chiêm bao. Sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Bá Hùng. Dạo này anh thế nào? Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau, sẽ nghiêng đầu trao hay đi lướt qua nhau? Phút giây tình cờ nên vui hay bỡ ngỡ, nên cười hay nên giãn phơ? Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau, chắc những kỷ niệm xa xưa sẽ tìm về. Một thoáng lướt qua thôi, cả bầu trời thương nhớ. Gặp nhau biết nói lời gì chứ? Dạo này anh thế nào? Vẫn còn hay thương thức khuya không? Chậu cây hai đứa trồng, dạo này lá xanh không? Còn thường ăn những món ngày nào? Còn thường xem phim mỗi cuối tuần? Dạo này anh thế nào? Em thì vẫn như lúc chia tay. Còn thương anh lắm này, còn chờ anh mỗi ngày, còn chờ mong một phép màu kỳ diệu mình lại yêu nhau như lúc đầu. Dạo này anh thế nào? Em một mình em cũng không sao. Người ta hay nói ồn ào rằng anh sắp cưới cô nào. Mình lạc nhau sao quá nghẹn ngào, tựa như giấc chiêm bao, tựa như giấc chiêm bao. Dạo này anh thế nào? Em một mình em cũng không sao. Người ta hay nói ồn ào rằng anh sắp cưới cô nào. Mình lạc nhau sao quá nghẹn ngào, tựa như giấc chiêm bao, tựa như giấc chiêm bao.